Thì bây giờ chúng mình sẽ đến với bài 3. Thì ở hai bài trước chúng mình với chị nói về lý thuyết và mình chỉ giới thiệu qua các về các công cụ, tính năng của Photopea, rồi ưu nhược điểm, rồi đó, đại khái là thế mà cũng chưa có thực hành cụ thể. Thì hôm nay mình sẽ đi vào thực hành cụ thể xem các công cụ, việc sử dụng các công cụ cơ bản của Photopea nó sẽ như thế nào. Đây, mình sẽ bắt đầu một dự án mới. Thì đây, bây giờ mình sẽ chèn ảnh. Đây, cái này đang là một bức ảnh đen trắng. Thôi mình sẽ chọn lạnh màu đi. Đây nhé. Thì đầu tiên là sẽ chọn là mình sẽ thử công cụ group ảnh, thì hoặc là có thể chọn ở đây. À đâu, nhầm, ở đây. Hoặc là chúng mình sẽ dùng phím C. Chọn cái này. Mình sẽ chọn là thử chia cắt đi. Xin thế này. Không ra cái gì hết á. Thôi. Đây, cắt xén tự do. Có thể cắt dọc, cắt nghiêng ngả như này cũng được luôn. Nó là cắt tự do mà. Mình sẽ tự cắt theo hình này nhé. Nó sẽ bị nghiêng như thế này. Ok. Mình cũng lần đầu tiên mình cắt theo kiểu đấy. Sẽ zoom lên cho một chút thôi.
phần crop ảnh. Thì như vậy đó, khi mà mình chọn vùng xong thì mình sẽ ấn enter, hoặc là mình sẽ thử lại một chút. Mình sẽ phải ấn enter thì nó sẽ crop cho mình ngay lập tức. Ví dụ nhé, đó. Và khi mà mình không muốn nữa thì tất nhiên là mình sẽ dùng phím Ctrl Z rồi. Tự chọn vùng theo màu. Thì cái này mình sẽ thử cái này, mình sẽ để kiểu mình thấy là mọi người sẽ hay dùng để cắt vật thể. Ảnh này thì không được nét lắm nên là sẽ hơi khó cắt. Không nhìn được rõ đâu là đường đâu là khăn nữa. Mình sẽ tự cắt đến đây thôi. Sao nó hết tự động, mình không kéo được. Sau đó thì vậy anh quên mất, phải mình quên mất là phải layer lên thì nó mới có thể hiện ra được cái phần mình cắt, nên là mình đang cắt tạm, nó chưa được tử tế lắm. Đấy là để thử các công cụ cơ bản của Photoshop thì mình sẽ như thế. Đấy là phần cắt theo kiểu chọn vùng theo nét đúng không. Còn tiếp theo thì sẽ thử cái công cụ chọn vùng nhanh như thế nào. Xong nó không được. Nó sẽ chọn cho mình ấy, nhưng mà vì cái ảnh này kiểu nó mình sẽ xem một cách nào để cho cái nét chọn này nó bé hơn được không nhỉ. Nếu mình
cái nét nút này không liên quan, mà cái nét này nó như vậy sẵn rồi hay sao ấy. Chọn cái object selection xem. Thì nó sẽ như thế này. Theo hướng kiểu bút này sẽ đổi, sao sẽ đổi màu đó nha, là không sẽ ngồi thử các nét bút này.
dùng được cái bút này, không hiểu tại sao. Phần bút này thì chắc mình sẽ xem lại sau. Thử phần chuyện xong. Có thể ấn đấy để cho nó to ra, hoặc ấn đây cho nó bé vào này. Cái này cũng thế. Phần nét vậy thì mình cũng không hiểu là nó như thế nào.
Mình sẽ tạo một cái mới, không hiểu nó bị làm sao ấy, tạo mình chọn đấy à, chọn dọc à, nào như nó đang làm theo cái hình này ấy. Theo cái hình mà mình đang mở thì phải. Thì mình sẽ lấy lại cái ảnh này vào phần bên này thì mình cũng không rõ là bị làm sao. Thêm thì mình sẽ thêm xem thử các cái đây, nếu mà mình muốn kéo lại mình sẽ chỉnh sửa. Bây giờ thì mình muốn chỉnh sửa ảnh đi, mình sẽ phải chọn
Mình vừa thấy là hình như ở đây thì đây có một cái mà mình mới nhận ra là cặm châu Z thì nó sẽ đây là bước lùi lại đúng không, kiểu để undo cái mình vừa làm ấy thì sẽ dùng Ctrl Z, và như bình thường thì sẽ dùng Ctrl Y nhưng Y dài ấy. Nhưng mà ở đây thì trang web này thì sẽ dùng là Ctrl Shift Z và Ctrl Z. Đang không biết là tại sao không di chuyển tới cái ảnh này. Sẽ thử đổ màu nhé. Hiểu lắm.
thì sẽ thử các cái khác. Mình sẽ thử cái pick color này. Đâu nhỉ? Đấy là mình đã đổ được màu nền.
sẽ chuyển sang làm nét đi. Như nó không một là cái khác đi.
đây mình sẽ có thể Ctrl V này. Hôm nay thì mình có thể làm chỉnh nhỏ cái mức độ của cái layer bên trên đấy, ví dụ như này thì nó đang làm độ mờ ở đây. Cái này thì nếu mà có cái nền màu khác thì nó sẽ ấy hơn. Làm nét này mình sẽ thử lại xem không, ảnh này đang nét rồi thì mình sẽ thử cái làm mờ. Nó cũng là mờ này. Mình thấy thì dùng, nếu mà dùng cái này gọi là gì nhỉ, touchpad trên laptop rồi đấy, nó không phải chuột đấy, thì nó không phải chuột rời ấy, thì cảm giác hơi khó để di chuột đấy. Nếu mà mình đang để là bây giờ thì nó không thể ấy được. Rồi, đến bài tiếp sau thì mình sẽ làm tiếp nhé.